chấn động, tiên tri hé lộc chính xác 100% về vận số cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 5 năm tới, từ 56 đến 60 tuổi, lén làm điều này, được trời Phật ban phước báu, đến thời đổi vận, giàu sang chạm nóc, về già sướng hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, cổ nhân có dạy, khi thời vận không thông, mưu cầu vô ích, mọi việc trên đời đều phải tuân theo đúng vận trình đời người, vận quốc gia dân tộc, hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đó mới là hạnh phúc đích thực, bởi vì mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, thời vận chưa đến thì khó mà đạt được, nếu cưỡng cầu phá vỡ các quy luật tự nhiên, thì sẽ thấy đời là bể khổ, cả đời tranh đấu ngược xuôi, trầm luân khổ ải, nhưng lại chẳng được gì, đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng chỉ là tay trắng ra đi. Theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, lá số tử vi của con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, cả đời vất vả, lo toan gánh vác, lo cho cha mẹ, lo cho con cái mà chưa phần nào lo được cho mình. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng đó đều sẽ được đền đáp xứng đáng, về già Kỷ Dậu sẽ được trời thương Phật độ, phúc lộc dồi dào, con cháu thảo hiền, cùng chăm lo săn sóc cho Kỷ Dậu, một cuộc đời tươi mới, vui khỏe bên gia đình. Tuy hiện tại của Kỷ Dậu còn nhiều vất vả, nhưng có mất thì có được, có vui thì có buồn. Điều quan trọng là Kỷ Dậu biết đủ để an nhiên, biết đủ để thấu hiểu sự đời. Có như vậy mới sống vui kiếp nhân sinh này. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận trình cuộc đời Kỷ Dậu. Về già sẽ ra sao? Liệu rằng có hưởng phúc lộc tổ tiên, con cháu hiền vinh hay nghèo khổ cả đời? Làm sao để xoay chuyển vận mệnh, cái thắng mệnh trời, giàu sang phú quý? Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Người sinh năm 1969 là tuổi con gà, tức là năm Kỷ Dậu sinh năm 1969, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn, nam thuộc cung tốn mộc, đông tứ mệnh, nữ thuộc cung khôn thổ, tây tứ mệnh, Phật ban phúc, Phật A-di-đà, Phật ban trí, hư không tạng Bồ-Tát, Phật hộ mệnh, tỳ sa môn, Phật bảo hộ, bất động minh vương. Trong 5 năm tới Kỷ Dậu đặc biệt chú ý 4 điều này thì bản mệnh mưu sự như ý, phú quý bình an, biến nguy thành an, bảo toàn tài lộc. 1. Đặc trưng vận mệnh tuổi Kỷ Dậu theo can chi ngũ hành, phẩm chất tính cách. 2. Tổng quan cuộc đời tuổi Kỷ Dậu trong 5 năm tới, cụ thể 4 phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và gia đạo để làm nên một Kỷ Dậu thông minh, khôn khéo, nhưng thiện lương, nhân hậu, kiên cường và mạnh mẽ, nhiều người nể nang. 3. Theo lời dụ ngôn, quý tín chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có thể gặp 4 sao hạn xấu có thể tiềm ẩn những hiểm họa và cách phá giải vận hạn như thế nào. 4. Lời nhắc cải biên vận mệnh cho tuổi Kỷ Dậu để về già được bình an, vạn kiếp không khổ. Đầu tiên là đặc trưng vận mệnh tuổi Kỷ Dậu theo can chi, ngũ hành, năm tuổi. Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Con giáp này sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp. Động cơ thúc giục họ chính là thành công. Kỷ Dậu đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo. Va chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo. Con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề. Kỷ Dậu ổn định và tính thực tế. Kỷ Dậu thường điềm tĩnh và chín chắn. Họ khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra quyết định, không uyên bác như những tuổi Dậu còn lại. Kỷ Dậu nổi trội bởi trí thông minh mang tính thực tế, kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dần những bài học mà cuộc đời đã dạy. Sự trầm tĩnh của Kỷ Dậu có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên. Con giáp này có thể có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh khác. Hình ảnh con gà gắn bó chặt chẽ với nhiều khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn như tôn giáo, tín ngưỡng, văn học. Từ xa xưa, món gà luộc là lễ vật không thể thiếu trong các nghi thức cúng tế của người Việt. Ngoài ra, biểu tượng con gà luôn xuất hiện ở những vị trí trang trọng của các điện thờ tiên thánh. Tiếng gáy vang dội của gà trống được coi là điềm báo tốt lành về sự khởi đầu tốt đẹp của ngày mới. Chính vì thế, nhiều người cho rằng treo tranh con gà hoặc đặt tượng gà trong nhà sẽ hóa giải được điểm xấu, chiêu tài đón lộc cho gia đình. Những người sinh vào năm Kỷ Dậu sẽ cầm tinh con gà, một loài gia cầm được con người nuôi dưỡng từ thời cổ đại. Theo quan niệm của Nho giáo, con gà trống đại diện cho người quân tử, vì loài vật này hội tụ đủ cả năm đức tính quý báu là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín,
Bên cạnh đó, những con gà mái luôn dang cánh bảo vệ gà con, được coi là biểu tượng đẹp đẽ của tình mẫu tử thiêng liêng. Những người tuổi Kỷ Dậu cũng có đức tính hy sinh cao cả và luôn đề cao các giá trị đạo đức. Kỷ Dậu với nạp âm hành thổ do can Kỷ Thổ ghép với chi Dậu Kim, thổ sinh nhập kim bằng can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có thực lực hơn người, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Thổ tính chứa nhiều trong tuổi. Khi thổ vượng hay suy thiếu chất mộc kiềm chế các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật, lá lách dễ có vấn đề. Khi lớn tuổi nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Sinh vào mùa hạ hay các tháng giao mùa thì hợp mùa sinh, mùa xuân ít thuận lợi. Nếu ngày sinh có hàng can bính, đinh, sinh giờ Sửu, Mùi, được hưởng thêm phúc ấm của dòng họ. Kỷ Dậu thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận và chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang trong lòng nhiều hoài bão đặc tính của can Kỷ, thêm tính chất của chi Dậu, thuộc tròn sao Kim Ngưu rất chịu khó, siêng năng cần cù đúng giờ giấc, cầm tinh con gà, có óc tổ chức, ít khi lớn tiếng với ai, nhưng khi cần tranh cãi thì cũng bênh vực ý kiến của mình đến cùng. Nhận xét rất tinh tế, luôn đi trước người khác một bước trong mọi công việc, nhìn rõ được xu hướng phát triển. Có sở trường về kinh tế, tài chính, thành công chưa đủ, sự thành công còn phải đi đến chỗ hoàn thiện toàn mỹ mới chịu. Đặc tính của tuổi Dậu là thích cái đẹp, nhất là phái nữ cực kỳ mẫn cảm với màu sắc và trang điểm. Kỷ Dậu hợp với tuổi Tân Sửu, Kỷ Sửu, Ất Sửu, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Tân Tỵ, Đinh Dậu, Quý Dậu, hành hỏa, hành thổ và hành kim. Kỵ với tuổi Tân Mão, Ất Mão và các tuổi mạng mộc, mạng thủy, mang hàng can giáp và can ất. Màu sắc quần áo, giày dép, xe cộ hợp với các màu hồng, đỏ, vàng, nâu. Kỵ với các màu xanh, nếu dùng xanh nên xen kẽ đỏ, hồng hay trắng, đen để giảm bớt sự khắc kỵ. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần. Cũng giống như những chú gà trống, thích khoe bộ lông tuyệt đẹp. Tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tông bốc và chú ý, nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Tuổi này nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua, hoặc cho là phải. Tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Những người tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì, do họ quá thật thà thẳng thắn. Đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi gà thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè yêu kính mình, ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi gà lại thích rút về cuộc sống đơn giản, thủ cựu. Tuổi gà cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ, kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, nên Kỷ Dậu thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ, cũng như bản tính vốn có. Những người tuổi Kỷ Dậu thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Kỷ Dậu có một nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Tuổi Kỷ Dậu có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Cụ thể luận giải tử vi trên bốn phương diện chính của cuộc sống. Về phương diện sự nghiệp, với những đặc điểm về tính cách kể trên, nên những người tuổi Kỷ Dậu sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn, vì điềm tĩnh, mềm mỏng, kinh doanh bất động sản, vì thực tế và tư duy đổi mới, biến động, xoay chuyển theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang lại thành công lớn đối với họ. Tuổi Kỷ Dậu có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm, nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quy tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại. Nam mạng Kỷ Dậu có tính cách tự do, tùy duyên,
không quan tâm sự việc đến lúc nào. Do vậy dù có ngày mai là deadline là những người tuổi này vẫn bình thản. Ở tuổi này thì họ ghét bị ai khác sai khiến, ép họ phải sống theo luật lệ gò bó. Vì sự tùy duyên đó mà họ không có định kiến, không có lập trường quyết định một việc nào đó. Nữ mạng Kỷ Dậu là một người có ý chí tiến chủ, có chí hướng trong công việc và sự nghiệp, luôn muốn thể hiện bản thân trong cuộc sống với những người xung quanh, với đồng nghiệp cơ quan. Họ nên làm các nhà ngoại giao hay tư vấn mua bán bất động sản. Vì người tuổi Kỷ Dậu có tài giao tiếp, điềm tĩnh trong công việc và tài năng khôn khéo, xoay sở nhanh chóng. Với tài năng giao tiếp như vậy thì hứa hẹn tuổi Kỷ Dậu sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Nếu có ai chọn nghề kinh doanh buôn bán, không có gì là làm khó họ. Làm các nghề liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hay mua bán bảo hiểm cũng hợp với người tuổi Kỷ Dậu. Người tuổi Kỷ Dậu có sức sáng tạo khá lớn, có tầm nhìn xa, nhạy bén với thời cuộc, cũng luôn cố gắng phấn đấu hơn người. Họ nhận biết được xu hướng phát triển của tương lai, lên kế hoạch kỹ càng chi tiết để thực hiện. Các ý tưởng họ đưa ra đều khá độc đáo và mới mẻ, cộng thêm khả năng xử lý công việc linh hoạt và tư duy logic, nên khả năng thành công khá cao. Tuy nhiên, người này không chịu đựng được những công việc nhàm chán và đơn điệu, cũng không chấp nhận sự cứng nhắc và đòi hỏi khắt khe. Họ thích hợp làm những công việc dễ nhìn thấy thành quả, có cảm giác thành tựu để có động lực tiếp tục nỗ lực làm việc. Nếu phát hiện ra đó là công việc không có tính thách thức và không có khả năng phát triển, thì họ không chút ngần ngại mà bỏ đi tìm việc mới. Dù có phải ép mình chui trong phiền phức, họ sẽ làm nên sự nghiệp, tận dụng mọi cơ hội để thoát khỏi nghịch cảnh, dám vứt bỏ lợi ích trước mắt để có được cái lợi lâu dài. Khả năng thành công của người tuổi Kỷ Dậu là rất cao. Họ sẽ có sự nghiệp khá lẫy lừng, nhưng đôi khi không lựa sức mình mà đưa ra những kế hoạch quá tầm, khó lòng thực hiện, nên không tránh khỏi thất bại. Trong 12 con giáp, tuổi Kỷ Dậu luôn được biết đến là con giáp cần mẫn, chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Nếu nhận được sự giúp đỡ của những người tuổi Sửu, Thìn, Tỵ, làm việc gì cũng sẽ hanh thông hơn, vận trình sáng lên khá nhiều. Hướng quý nhân phù trợ gồm hướng Đông Bắc, Đông Nam. Về phương diện tài lộc, tìm hiểu về Phật bản mệnh 12 con giáp, ta biết được vị Phật độ mệnh cho người tuổi Kỷ Dậu là Bất Động Minh Vương Bồ Tát. Người tuổi Kỷ Dậu có năng lực lãnh đạo, sức hấp dẫn cá nhân mạnh mẽ, thường được trọng vọng trong tập thể. Ý nghĩ tốt cần có hành động thiết thực, nếu không sẽ không thể cải thiện được tình hình. Thủ hộ thần của người tuổi Kỷ Dậu có hình tượng đặc trưng Lý Tính, đeo bên mình giúp phụ trợ, thúc đẩy năng lực hành động và tính quyết đoán, sớm hoàn thành đại nghiệp, khắc phục tính cách do dự, loại bỏ mọi chướng ngại vật trong cuộc sống. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nếu đeo Phật bên người, không chỉ giảm bớt lo lắng về hung vận mà còn tạo được đột phá trong sự nghiệp. Bất Động Minh Vương, Bất Động Tôn Bồ Tát tượng trưng cho lý trí, trí tuệ, ngài sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ, giúp cho người tuổi Kỷ Dậu trên đường đời phân biệt phải trái, đúng sai, nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, có được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, tài lộc hanh thông. Người tuổi Kỷ Dậu từ khi còn nhỏ đã nuôi dưỡng lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, vận thế tài lộc của người này khá ổn, cứ mỗi khi túng thiếu hay khó khăn là tự nhiên lại có cơ hội kiếm tiền đến với họ, may mắn thoát khỏi nguy nan. Song tuy có thu nhập ổn định, người tuổi Kỷ Dậu vẫn mong muốn một ngày tự mình lập nghiệp, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, nên cuối cùng họ cũng thực hiện được ước mơ của mình và thu được nguồn lợi không tồi. Có điều, nên chú ý một điều, đừng mải mê kiếm tiền, háo hức tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy lâu dài. Dù có muốn đầu tư sinh lời thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng, cân nhắc lợi hại mới có thể quyết định. Mua bán cổ phiếu khá mạo hiểm, không nên nóng vội. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Kỷ Dậu, ngũ hành thuộc kim, dương khí chủ, khí nóng thông với phổi. Vì thế người mệnh kim dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi và đường hô hấp, nên ăn các món ăn bổ âm nhuận phổi. Bình thường nên khoan dung độ lượng, đừng quá khắt khe với người khác, nên học cách bỏ qua và nhìn thoáng ra. Với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Dậu khó có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy. Không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng rồi lại suy nghĩ không thông. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình.
Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Về phương diện tình duyên, gia đạo, nam giới tuổi Kỷ Dậu khá phóng khoáng và cởi mở, yêu tự do. Họ yêu cầu sự tự do và bình đẳng tuyệt đối trong tình yêu. Họ quan niệm hai người yêu nhau phải giữ lòng tôn trọng nhất định, không được chê bai mắng mỏ đối phương. Bản thân họ cũng tuyệt đối tránh làm điều đó. Nữ giới tuổi Kỷ Dậu khá can trường dũng cảm, cũng rất chủ động trong chuyện tình cảm. Khi cần, họ sẽ nhẹ nhàng nữ tính, thể hiện hết mọi nét của quyến rũ của mình. Họ không chấp nhận chuyện đối phương đòi hỏi, gò bó họ theo khuôn phép. Khi kết hôn, họ là người đảm đang và biết vun vén cho gia đình. Dự ngôn mới nhất về vận hạn của Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 5 năm tới, có thể gặp 4 sao hạn tiềm ẩn những hiểm họa, cần đặc biệt chú ý để hóa giải vận hạn quý cô bác nhé. Thứ nhất, trong năm 2024, tuổi Kỷ Dậu 56 tuổi, trong năm này nam mạng Kỷ Dậu gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú còn được gọi là Thổ Đức Chân Tinh Tinh Quân, là một trong ngũ tinh quân, tên chính của ngài là Trung ương Thổ Đức Địa Hầu Chân Tinh Tinh Quân, nghi là con của hoàng đế, ánh sáng chiếu xa 20 vạn dặm, tinh quân đầu đội mũ tinh tú, chân đứng trên ngọc, áp vàng thêu hạc trường thọ, tay cầm thất tinh huyền ngọc bảo kiếm và chùy bạch ngọc, ngài quản các loại côn trùng, sâu bọ, ký hậu. Trong hệ thống cửu diệu, Thổ Tú được coi là trung tinh, mang cả tính chất tốt và xấu, sau này mang lòng trắc ẩn nhiều hơn, lưu ý tiểu nhân, đường đi lại bất lợi. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng trong năm gặp sao này thì tinh thần luôn mang chút buồn man mác, không có chính kiến, thường xuyên nghi kỵ mọi thứ, làm ăn không nhiệt tình nhưng vẫn bình an tới hết năm. Sao chủ về lòng trắc ẩn, đề phòng tiểu nhân, xuất nhập không thuận tiện. Xét về hung vận, người tuổi Kỷ Dậu mà gặp sao này thì bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, tuy nhiên tật bệnh không quá nặng, đi lại khó khăn, xuất hành bất lợi, nên hạn chế đi xa để tránh gặp nạn bất ngờ, như trễ tàu xe, chậm lịch trình, gặp người làm ơn mắc quán, hoặc tai nạn bất ngờ, gia trạch bất an, xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có, chủ nhân hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì, tháng 4 và tháng 8 âm sẽ có việc buồn đau. Tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm này gặp sao Văn Hán chiếu mệnh, Vân Hán hay còn gọi là Vân Hớn, hay Vân Hớn Hỏa Đức Tinh Quân, là một trong các vị thần trong tín ngưỡng đạo giáo, ngài còn được gọi theo nhiều tên như Trúc Dung, Diêm Đế, Hồi Lộc. Vân Hán mang hành hỏa, tương ứng trong từ là hỏa tinh, thuộc hàng phụ tinh, thuộc bộ sao đôi hỏa tinh và linh tinh, cũng là một trong 6 sao của bộ lục sát tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh, gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa, phân loại theo tính chất là Đoàn Thọ Tinh, trong đạo giáo còn gọi Nam Phương Hỏa Đức Huỳnh, hoặc Trị Pháp Tinh Quân, trong Động Uyên Tập Cuộn 7 có ghi Nam Phương Hỏa Đức Huỳnh, hoặc Trị Pháp Tinh Quân, Hỏa Tinh Con Đế Thích, Trị Pháp Tinh Tinh, quân đội mũ sao cài chu sa, mặc áo chu tước hạc thọ, cầm ngọc bội, chùy thất tinh kim kiếm bạch ngọc hoàn bội, quản lý lửa, chúng côn trùng, phượng hoàng, hạc, các loại chim bay dưới nhân gian, hỏa đức ngời ngời, phổ độ chúng sinh, nên dân gian còn gọi ngài là hỏa thần. Trong hệ thống 9 ngôi sao, Vân Hán là hàng trung tinh, tính chất có cát có hung đan sen, năm gặp sao này chiếu mệnh thì công việc làm ăn ở mức trung bình, bên cạnh đó, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2024 bị sao Vân Hán chiếu, dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng, nên mâu thuẫn cãi vã, không tốt nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Xét về tử vi đầu số, khi Vân Hán hỏa tinh nhập hung vận thì tiến thoái lưỡng nan, không thể thăng tiến, hỏa tinh còn được gọi là nạn tinh, chuyên về bệnh tật, nữ nhân Kỷ Dậu năm này dễ sinh họa huyết quang. Năm này, người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng có sao này tọa mệnh thì trở nên bảo thủ, kín kẽ, vốn là sát tinh, sau này hãm địa rất xấu về các phương diện tính tình, bệnh lý, tài hỏa, phúc thọ, nữ mệnh công danh trắc trở, tài lộc kém, hay bị tai nạn, tay chân bị tàn tật là biểu hiện của bại cách, suốt đời phải tha phương, bất đắc chí, bất mãn. Cách hóa giải theo phong thủy, đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, nam mạng Kỷ Dậu nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí,
đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để quý ông cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như quý cô Kỷ Dậu nên đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Năm này các cô dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Tâm hướng thiện, nghĩ thiện và sống thiện là cách đơn giản nhất để tạo phước khí cho chính mình và những người xung quanh, có phước bao quanh không lo xui xẻo kéo đến. Đó chính là cách hóa giải xui khí hiệu quả nhất xuất phát từ thân tâm. Thứ hai, năm 2026 tuổi Kỷ Dậu 58 tuổi, trong năm Nam mạng Kỷ Dậu gặp sao xấu nhất đó là sao Thái Bạch Tinh hay còn gọi là Kim Tinh, tức Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân là một trong những ngũ tinh quân trong đạo giáo, tên toàn bộ là Tây Phương Kim Đức Thái Bạch Thiên Tạo Tinh Quân. Sách Đồng Yên tập quận 7 có viết Tây Phương Kim Đức Tinh Quân, Kim Chi Tinh, con Bạch Đế, chủ đao binh tướng quân sinh sát, là vị thần kết tinh dưới vũ sư, chiếu sáng 70 vạn dặm, rộng 100 dặm, tinh quân đội mũ sao cài châu sa, khoác áo màu trắng như sương sớm, tay cầm ngọc bội huyền thất tinh bảo kiếm, chùy bạch ngọc hoàn bội, ngài quản kim ngân đồng thiết ngọc thạch trong nhân gian, coi xét thỏ, châu, ngựa, muôn chúng sinh, thạch nhân trạch mã, chuyên xương tuyết. Thái Bạch còn gọi là Triều Dương Tinh, Kim Đức Tinh, Kim Tinh, là hung tinh chủ về sự bất toại tâm, xuất nhập phòng tiểu nhân, hao tán tiền bạc, bệnh tật nảy sinh, phòng tháng năm là xấu nhất. Thái Bạch là hung tinh, còn được mệnh danh là xấu nhất trong tất cả các sao. Sao chủ về hao tán tiền bạc, mọi chuyện không như ý, người quyền quý gặp sao này có chút lợi, thêm đinh thêm khẩu, kết hôn cẩn thận bệnh phần bụng. Sao Thái Bạch xấu hơn sao La Hầu, nếu ăn ở mất âm đức, gặp sao này sẽ bị họa hơn. Kim Tinh là hung tinh, chủ về sinh vận, ánh trăng bị che mờ mà mưu sự khó thành. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả e đều có hạn, tiền tài xuất nhập chú ý tiểu nhân. Người tuổi Kỷ Dậu trong năm 58 tuổi, gặp sao này như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, tức vận trình hưởng phước lợi về sau, nhưng thường xuyên ưu phiền vì bị mây mù che phủ, đến ánh trăng cũng bị che phủ, khiến cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không thể phát huy năng lực bản thân lại quá khép kín, khiến mọi người xung quanh không thể lý giải. Tuy nhiên, nếu có thể vượt qua những điều này thì vận trình sẽ thăng tiến rất nhanh, phàm gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý giúp đỡ người khác, lưu ý việc cho vay tiền qua lại dễ phát sinh cãi vã, nếu cần xử lý những việc này thì phải thật nhún nhường, khiêm tốn thì tất có lợi. Cách hóa giải như sau, trong năm bản mệnh có thể dùng những đồ trang sức phong thủy, hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đương sự Kỷ Dậu Nam mạng tránh mặc, hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất, màu sắc nên thường xuyên sử dụng, hoặc tiếp xúc gồm đen, hoặc xanh dương. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá, kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang, tích cực làm việc thiện. Có quan niệm cho rằng, nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Còn với Kỷ Dậu nữ mạng thì lại ngược lại, trong năm này, quý cô có sao Thái Âm chiếu mệnh, theo tử vi, sao Thái Âm là cát tinh ở Cửu Diệu, năm sao Thái Âm chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc, đây là phúc tinh chuyên cứu giải bình an, danh lợi lưỡng toàn. Trong năm gặp sao Thái Âm, quý cô Kỷ Dậu thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9, sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo u ám, mà sao Thái Âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm, trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn, lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn, đặc biệt trong tháng 10, quý cô Kỷ Dậu cần giữ gìn sức khỏe, không may ảnh hưởng đến tính mạng. Thứ ba, năm 2028 tuổi, Kỷ Dậu 60 tuổi.
Trong năm Nam mạng Kỷ Dậu gặp sao xấu là sao Văn Hán chiếu mệnh, Vân Hán, hay còn gọi là Vân Hớn, hay Văn Hớn Hỏa, Đức Tinh Quân, là một trong các vị thần trong tín ngưỡng đạo giáo. Ngài còn được gọi theo nhiều tên như Trúc Dung, Diêm Đế, Hồi Lộc. Vân Hán mang hành hỏa, tương ứng trong tử vi là hỏa, tinh thuộc hàng phụ, tinh thuộc bộ sao đôi hỏa tinh và linh tinh, cũng là một trong 6 sao của bộ lục sát tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, tinh gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa, phân loại theo tính chất là Đoàn Thọ Tinh. Trong đạo giáo còn gọi Nam Phương Hỏa Đức Huỳnh hoặc Trị Pháp Tinh Quân. Trong Động Uyên Tập Quận 7 có ghi Nam Phương Hỏa Đức Huỳnh hoặc Trị Pháp Tinh Quân, Hỏa Tinh Đế Thích, Trị Pháp Tinh, Tinh Quân đội mũ sao cày chu sa, mặc áo chu tước hạc thọ, cầm ngọc bội, chùy thất tinh kim kiếm bạch ngọc hoàn bội, quản lý lửa, chúng côn trùng, phượng hoàng, hạc, các loại chim bay dưới nhân gian, hỏa đức ngời ngời, phổ độ chúng sinh, nên dân gian còn gọi ngài là hỏa thần. Trong hệ thống 9 ngôi sao, Vân Hán là hàng trung tinh, tính chất có cát có hung đan sen, năm gặp sao này chiếu mệnh thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Nam mạng Kỷ Dậu trong năm 60 tuổi gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nhất là vào tháng 4 tháng 8 âm lịch. Bên cạnh đó, gia đình của quý ông có nhiều điều lo lắng bất an, muộn phiền, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, bản mệnh trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người tuổi Kỷ Dậu nam mạng năm bị sao Vân Hán chiếu, dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miệng, nên mâu thuẫn, cãi vã. Xét về tử vi đầu số, khi Vân Hán hỏa tinh nhập hung vận thì tiến thoái lưỡng nan, không thể thăng tiến. Hỏa tinh còn được gọi là nạn tinh, Kỷ Dậu nam mạng thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Người tuổi Kỷ Dậu năm 2028 có sao này tọa mệnh thì quý ông trở nên bảo thủ, kín kẽ, vốn là sát tinh, sao này hãm địa rất xấu về các phương diện tính tình, bệnh lý, tài hỏa, phúc thọ. Quý ông công danh chắc chờ, tài lộc kém, hay bị tai nạn, tay chân bị tàn tật là biểu hiện của bại cách, suốt đời phải tha phương, bất đắc chí, bất mãn. Tuổi Kỷ Dậu nữ mạng, trong năm gặp sao La Hầu chiếu mệnh, sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh, là một trong 9 cửu diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, tuổi Kỷ Dậu mạng nữ phải cập cẩn thận, sao này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, do bị sao La Hầu chiếu mạng, nên quý cô Kỷ Dậu dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp, hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có, thường mang tiếng, cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Ngoài ra trong năm gặp sao này, các cô Kỷ Dậu cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Cách hóa giải theo phong thủy cho năm đại hạn này như sau. Vân Hán hành hỏa, nên nam mạng Kỷ Dậu nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Để hóa giải hạn sao La Hầu, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng có thể áp dụng phương pháp phong thủy. La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá, thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não, xanh dương, sapphire. Kiểm soát tinh thần, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Thứ tư, năm 2029, tuổi Kỷ Dậu 61 tuổi, đại hạn cuối cùng trong đời người. Trong năm mạng nam Kỷ Dậu gặp sao xấu chiếu mệnh, chính là sao hạn Kế Đô. Kế Đô là giao điểm dáng trong quỹ đạo mặt trăng. Trong thần thoại Hindu,
Kế Đô nói chung được coi như là một hành tinh bóng dâm. Người ta tin rằng nó có ảnh hưởng to lớn đối với sự sống của con người cũng như toàn thể sinh giới. Trong hệ thống cửu diệu tinh, Kế Đô là một hung tinh khá mạnh. Kế Đô được ví như bà hoàng hậu khắt khe, hung tinh ảnh hưởng nặng, gặp hạn sau này, mưu sự thường gặp khó khăn, thành ít bại nhiều, phòng thị phi, đau ốm hay tai biến bất ngờ. Kế Đô còn là điểm nam giao của mặt trăng mà chúng ta hay biết tới. Nó có năng lượng khiến tâm can hoảng loạn. Vì vậy nếu gặp Kế Đô kỷ dậu mạng nam cần phải nắm vững tinh thần bản thân. Sao Kế Đô là một hung tinh trong cửu diệu? Cổ nhân cho rằng nếu gặp Kế Đô trong năm thì nhân duyên rất thấp, thị phi lời nói nhiều, vận xấu liên tục xuất hiện, phòng tháng 3 và tháng 9 âm lịch gặp tai ương bất ngờ. Năm có sao này chiếu, tuổi Tỷ Dậu nam mạng gặp phải nhiều biến cố xấu xảy ra, bởi hung tinh Kế Đô chủ về sự không may mắn, ốm đau bệnh tật, buồn sầu, chán nản thở ơ. Nam giới nếu có số đào hoa gặp hung tinh Kế Đô thì cũng dễ bị tai tiếng vì đàn bà, cho nên hệ lụy kéo theo công việc, tài chính, sự nghiệp khó khăn hơn rất nhiều. Gặp Kế Đô chiếu thì gia đạo của tín chủ cũng bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới Kỷ Dậu trong năm gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Kế Đô có sức mạnh vô cùng lớn, đầu tiên ảnh hưởng từ trường của hung tinh khiến bản mệnh luôn cảm thấy bất an, tự ti hay hoài nghi chính mình. Sau đó Kế Đô thúc đẩy con người quý ông Kỷ Dậu trở nên hoang dại, là bạt, sức sống dồi dào nhưng lại hay gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Cuối cùng hung tinh chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối. Tiểu trung sao này xấu, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần xuống thấp, hay buồn phiền chán nản thở ơ thế sự, trong nhà phát sinh tang sự, hay phải xa xứ lông bông. Tuy nhiên, có một ưu điểm khác, người có tinh tú này tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm bỗng dưng tài hoa xuất chúng, đầu năm đại hung cuối năm đại cát, vậy nên tâm tư của tín chủ nên tràn trề hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Để hóa giải hạn sao Kế Đô, nam mạng Kỷ Dậu có thể áp dụng phương pháp phong thủy. Sao Kế Đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết. Chết trong năm mệnh chủ nên mặc những đồ màu trắng, bạc, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Đặc biệt, nếu ăn ở ngay thẳng, hiền hòa, làm việc thiện thì có thể hóa giải tai ương. Trong năm nữ mạng Kỷ Dậu có sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một trong những sao tốt, đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho bản mệnh. Nếu trong năm 2028 này, được sao Thái Dương chiếu mệnh thì quý cô Kỷ Dậu nên tận dụng vận may để thành công hơn trong sự nghiệp, tình cảm lẫn sức khỏe. Nhưng các cô cũng cần cẩn thận, kiêng cứ bệnh tật, đau ốm trong tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Lời nhắc cái biến vận mệnh tuổi Kỷ Dậu trong 5 năm tới. Phật dạy rằng cuộc đời người muốn cả đời bình an, vạn kiếp không khổ hãy thay đổi chính mình và làm những việc thiện dưới đây. Yêu quý hết thảy muôn loài, hận thù không thể hóa giải, bởi hận thù mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời, con không là những gì con nói mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm, thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Với người đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng, sống nhân ái, cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong cuộc sống. Ở mỗi con người chúng ta, ranh giới giữa cái tốt và xấu cũng mong manh khôn lường, kèm theo đó là luật nhân quả, nghiệp báo. Nhân duyên là do ý trời, mọi việc diễn ra theo cơ duyên, nhưng tất cả được quyết định từ ý chí và tâm hồn của mỗi người. Hôm nay bạn gieo nhân thiện, ngày mai ắt được quả lành. Đời có vay có trả, có được có mất, có hạnh phúc có đau thương, nhưng để làm chi khi nhắm mắt xuôi tay, lìa xa cõi đời rồi thì tất cả chỉ là cát bụi hư vô, chéo ngược. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc, hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, tự ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời, con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy, thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Muốn thay đổi vạn vật trong thế giới, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Đừng tưởng cá nhân bé nhỏ không ảnh hưởng tới tập thể to lớn. Nhất cử nhất động của mỗi người đều có sự tác động tốt xấu, tiêu cực, tích cực tới những người xung quanh.
oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin, đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì con đã nghe thấy, đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng, đừng dễ dàng tin vào điều gì bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều, đừng dễ dàng tin tưởng điều gì vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con, đừng dễ dàng tin vào truyền thống bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, theo tháng sinh âm lịch. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 1 âm lịch. Những người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng 1, khỏe mạnh và có thể sống một cuộc sống sung túc và lâu dài. Họ nhận được ít di sản từ tổ tiên và ít sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào chính họ. Mối quan hệ với họ hàng đối tác và con cháu rất tốt, vì vậy đời sống tinh thần của họ rất phong phú, mặc dù họ không có một sự nghiệp lớn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2 năm Kỷ Dậu, con người thông minh xuất sắc và hiểu biết, tuy nhiên họ có thể không có cơ hội sử dụng kiến thức của mình cho đến tuổi trung niên. Họ cũng có bản tính cô đơn tự hào vì không được bình thường và không muốn sống hòa hợp với sự tầm thường. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Thông minh và linh hoạt, người tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng 3 có thể theo sát những thay đổi và phát triển của xã hội. Ngoài ra với sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi và họ có thể sống một cuộc sống sung túc. Họ thích học tập và có cơ hội trở thành một sĩ quan chính phủ. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Họ lạc quan và thông minh, họ có khả năng tự kiểm soát trong kinh doanh và có thể làm mọi việc từng bước một. Vì vậy, có một cơ hội tuyệt vời để họ xây dựng sự nghiệp và đạt được thành công từ không có gì. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 với cung hoàng đạo tuổi Kỷ Dậu, họ có thể có một gia đình hạnh phúc lớn. Sự nghiệp của họ có thể thành công trong nửa đầu đời, nhưng có thể thất bại ngay sau đó. Sự nghiệp của một nửa cuộc sống sau này ổn định với sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, nhưng có thể không phát triển nhiều. Nhìn chung, họ có thể sống một cuộc sống phong phú. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Họ có thể sống một cuộc sống bận rộn. Trong sự nghiệp họ có thể gặp rất nhiều khó khăn. Điều này có thể mang lại những thiệt hại cả về thể chất và tinh thần cho người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên, nếu họ có sự kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc, họ có thể tạo ra một doanh nghiệp lớn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào tháng 7 năm Kỷ Dậu, mọi người có thể sống một cuộc sống may mắn sung túc, hạnh phúc và bình yên. Họ thừa hưởng nhiều từ tổ tiên. Vì vậy, ngay cả khi họ không làm việc chăm chỉ, họ vẫn có thể sống một cuộc sống tự do. Nhưng họ lại là loại người của sự nghiệp. Với sự giúp đỡ từ người thân, sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi và có thể thành công. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Nhóm người này nhận được rất ít từ tổ tiên, nhưng họ có tham vọng, thông minh, hiểu biết, chăm chỉ và có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy sự nghiệp của họ có thể phát triển thuận lợi và nhanh chóng. Nhìn chung, cuộc sống của họ là vinh quang và giàu có, mà không có thảm họa lớn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 9 âm lịch. Sự may mắn giàu có của họ là siêu tốt và không có thảm họa lớn trong cuộc sống của họ. Vì vậy họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và vô tư và có cơ hội để họ trở thành tỷ phú may mắn. Tổ tiên còn lại rất ít, nhưng họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người khác và phát triển sự nghiệp của họ một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, họ có một tính cách cứng rắn và tính khí thất thường và có thể nghĩ quá nhiều về bản thân họ, thay đổi trong trường hợp bị người khác ghét. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Cuộc sống cho những người sinh vào tháng 10 năm Kỷ Dậu có thể đơn giản. Họ không có mục tiêu lớn trong cuộc sống và cũng không thích học tập, chỉ để lại mọi thứ cho lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ có thể không kiếm được tiền lớn, nhưng với sự giúp đỡ từ anh chị em, họ có thể sống một cuộc sống vô tư. Họ thường khỏe mạnh và không bị bệnh nặng. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Họ thông minh, tài năng và tham vọng. Tuy nhiên, họ không thể nhận được sự giúp đỡ từ tổ tiên và những người khác, mà chỉ dựa vào bản thân để kiếm sống.
Điều này có thể khiến họ cảm thấy cô đơn và chán nản. Tuy nhiên, nếu ngày sinh và giờ sinh là tốt, số phận của họ có thể khác nhau. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng cuối cùng của năm Kỷ Dậu, mọi người có thể bận rộn chạy quanh để kiếm tiền hoặc danh tiếng. Tuy nhiên họ không biết cách tận hưởng sau khi kiếm được nhiều tiền. Họ thông minh và tài năng, nhưng có thể nhận được ít sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cha mẹ và người thân. Vì vậy có thể gặp nhiều trở ngại và khó khăn khi thiết lập sự nghiệp. Thưa quý vị, trên đây là phần luận giải chi tiết tử vi cuộc đời Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong 5 năm tới cô bác cần chú ý, ưu tiên đầu tiên là sức khỏe. Có thể chưa giàu có bằng người khác, nhưng phải khỏe hơn người khác. Cơm ăn no, tối ngủ ngon thì cuộc sống mới thực sự là cuộc sống. Tranh giành hơn thua với đời đến khi nào mới có hồi kết. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, vậy nên hãy biết đủ để an nhiên tự tại. Chúc cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 luôn khỏe mạnh, an nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.